Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với hệ thống xe máy Thanh Vương Phát. Và hôm nay tiếp tục là sau đây, mình sẽ mang đến cho các bạn đó là một mẫu xe tay ga thuộc phân khúc từ 125 và có hai phiên bản, đó là 125 và phiên bản 160 ha. Hiện tại ngay bên mình đang ngồi đây chính là phiên bản A-Black bản 125 phân khối. Với thiết kế của con xe thì rất là góc cạnh và cứng cáp, thì đối với dòng này sẽ phù hợp hơn đối với những bạn nam ha. Đối với cái mẫu xe này thì thiết kế đó là hệ thống đèn của nó được thiết kế đó là hệ thống đèn LED và màn hình là màn hình full LCD, LED LCD nha các bạn. Mình cực kỳ thích một điểm với dòng xe A-Black này, đó là cốp xe nó rất là rộng nha các bạn. Đó, cốp xe nó rất là rộng, mình có thể chứa được rất là nhiều đồ. Ngoài ra thì một điểm mà mình ưng ý ở con AB này, không biết các bạn ưng giống mình hay không, đó là thiết kế bình xăng ở phía trước. Chỉ cần một lần chạm thôi là bình xăng của mình nó sẽ mở lên. Đó, khi mà các bạn đi thì cực kỳ thoải mái đối với dòng xe này ha. Đó, bình xăng nó ở đây nha các bạn. Đó, các bạn đổ xăng thì các bạn cũng không cần phải xuống khỏi xe giống như những dòng xe khác. Với mức giá mà dòng xe A-Black này hiện tại bên mình đang bán với mức giá là 41 triệu bao gồm VAT cho các bạn rồi nha. Đó, bao gồm thuế VAT cho các bạn luôn, với mức giá là 41 triệu. Khi anh em mua xe thì đối với dòng này anh em mua trả góp, chỉ cần trả trước từ 2 đến 3 triệu là có thể mua xe được rồi. Và khi anh em mua thì có được tặng những cái gì? Được tặng thứ nhất là hai lần thay nhớt miễn phí cho anh em này, hai nón bảo hiểm, một móc khóa, một thẻ cứu hộ 24/24 và hai lần thay nhớt miễn phí. Ngoài ra thì khi anh em mua những cái dòng xe này thì bên mình vẫn có hỗ trợ thêm cho anh em về tiền xăng nếu mà những anh em liên hệ từ đặt lịch hẹn với bên mình từ trước, hoặc là những anh em nào mà có người thân bạn bè muốn có nhu cầu muốn mua xe thì anh em cứ dẫn ra đây, bên mình sẽ hỗ trợ tiền cà phê thêm cho anh em ha. Về chính sách trả góp thì đối với bên mình thì độ tuổi trả góp từ 18 tuổi trở lên, và hồ sơ trả góp thì cần căn cước công dân, hoặc là nếu bạn nào chưa có căn cước công dân có chip á, thì các bạn cứ mang theo căn cước cũ hoặc là chứng minh nhân dân kèm theo bằng lái hoặc hộ khẩu. Và ưu tiên hơn, đặc biệt hơn, những bạn nào có thêm thẻ bảo hiểm y tế của công ty cấp thì các bạn cứ mang theo, bởi vì mình sẽ làm được nhiều gói ngân hàng hơn. Và đối với dòng AB 125 này thì hiện tại bên mình đang có hai phiên bản, đó là phiên bản AB 125 tiêu chuẩn và AB 125 phiên bản đặc biệt. Đó, nói về sự khác nhau thì giữa phiên bản tiêu chuẩn với phiên bản đặc biệt này thì mình cũng không thấy nó khác nhau nhiều gì về động cơ, chỉ thấy nó khác nhau về cái màu thôi các bạn. Đó, đặc trưng của phiên bản đặc biệt đó là màu đen nhám phối với tem màu vàng đồng ha. Đó, còn phiên bản tiêu chuẩn thì nó thường nó tất cả hai màu chính của nó là sẽ là màu bóng nha các bạn. Đó, màu bóng. Còn về mức tiêu hao nhiên liệu thì còn đối với dòng xe AB mà 125 phân khối của Honda thì nó khoảng 2.2 lít nha. Theo mình đánh giá thì con này thì so với trọng lượng xe của nó thì con này cũng gọi là mức trung bình, không quá tiêu hao nhiên liệu. Rồi, để biết thêm chi tiết về chính sách chạy cũng như là tiền góp đóng lãi hàng tháng hoặc tiền góp hàng tháng thì các bạn liên hệ Zalo mình để góc dưới màn hình, sẽ có nhân viên bên mình tư vấn và báo giá chính xác cho các bạn. Ngoài ra thì nếu mà các bạn nào cần mình giới thiệu thêm về dòng xe gì mà các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thì các bạn cứ để lại bình luận dưới video này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn ha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.